Tập 3. Đi! Lão Hòa Thượng! Lão Hòa Thượng! A-di-đà Phật! Vừa thấy người đã thấy tiếng, là Đăng Nương Thí Chủ phải không? Tôi nói này, Lừa Trọc Già, ông bớt ở đây giả thần giả quỷ với tôi. Bình thường tôi đưa ông còn ít bạc hay sao? Cho các ông ăn no uống say, còn không đứng lên, đến tôi cũng không nhận nữa hay sao? Nữ Thí Chủ vẫn nóng nảy như vậy. Trái lại lão nạp nghe nói, thời gian trước nữ thí chủ bị đảng cộng sản bắt đi. Mấy ngày gần đây, ngày nào lão nạp cũng đọc kinh cầu phúc cho nữ thí chủ với Phật. A-di-đà Phật, nữ thí chủ cuối cùng đã bình an. Được rồi, ông đừng nói mấy lời vô dụng này với tôi, ta nghe không hiểu. Hôm nay ta tới tìm ông là có chuyện quan trọng. Không vội, vào thiền phòng uống trà trước đi. Tôi không có thời gian uống trà với ông đâu. Nhanh thu dọn hầm thuốc, đi theo tôi. Ai bị thương vậy? Nói nhiều thế làm gì? Đi không phải là biết rồi sao? Mời, nhanh lên. Rốt cuộc sao rồi? Không sao, chỉ là quá mệt mỏi, ngoài da bị hàn độc công tâm. Chỉ cần lão nạp kê hai đơn thuốc, điều chỉnh vài ngày là khỏe. Xin hỏi, vị nữ thí chủ này là gì của cô? Là bạn của tôi. Không đúng, nữ cộng quân này là người bị các cô bắt lên núi phải không? Ông bớt lèm bèm đi, nhanh kê đơn thuốc cho người ta. Bên kia còn có một người nằm nữa kìa. Được, tôi kê ngay. Lão Ngô, mấy vị đồng chí vẫn chưa có tin tức gì hay sao? Thế này phải làm sao đây? Báo cáo chính quỷ, Trương Đông Sơn đã thả người về. Thả về rồi hay sao? Thả mấy người, một người. Đi. Tiểu Lý, tỉnh lại đi. Tiểu Lý, uống nước đi. Tiểu Lý, uống nước đi. Tình hình thế nào rồi? Chính quỷ. Chính quỷ, nằm nói. Chính quỷ, không vội, từ từ nói. Năm người chúng tôi bị thổ phỉ giết một người, treo cổ chết một người. Đồng chí Bạch Dân và đồng chí Dạng Thắng vẫn nằm trong tay của thổ phỉ. Lão Lý, mở ra. Cậu xuống cho tôi. Đại đội trưởng, vì sao đánh người? Tôi đánh tên khốn nhà cậu. Tên khốn nạn nhà cậu. Cái tên khốn này, tên khốn nhà cậu. Hôm nay tôi bắn chết cậu. Ngài nghĩ vào đâu? Đại đội trưởng, thả tôi ra, bỏ súng xuống. Tôi phải bắn chết cậu ta, bỏ súng xuống. Đoàn Siêu, cậu nói tình hình đồng chí của chúng ta cho cậu ta nghe. Chúng ta tổng cộng bị bắt 5 đồng chí. Một người bị giết, một người bị treo cổ chết, còn hai người bị nhốt. Chỉ có một người được thả về. Chính bởi vì cậu lén thả Đăng Nương, đã để cho tám thổ phỉ này không biết sợ. Hôm nay tôi bắn chết cậu, có quan cho cậu không? Chính quỷ, đại đội trưởng, tôi không biết chuyện sẽ trở thành như thế này. Bạch Dân, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Bạch Dân và Dạng Thắng vẫn đang bị nhốt ở núi Đại Thanh. Khốn kiếp, tôi phải lên núi Đại Thanh giết đám thổ phỉ đó. Cậu còn muốn đi nữa hả? Chính vì hành động này của cậu đã gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. Tôi phải giải cậu tới quân khu để thẩm phán cậu. Chính quỷ, đại đội trưởng, xin mọi người cho tôi một cơ hội. Tôi phải lên núi Đại Thanh lập công chuộc tội. Chính quỷ, nhanh, nói giúp tôi vài lời đi. Dương Kiếm Phong, có trách chỉ có thể trách bản thân cậu. Không ai cứu nổi cậu đâu. Hãy
Chị Đan Nương, Tiểu Lan Tử, qua đây để chị xem nào. Chị bỏ em xuống, cao lên rồi, khỏe hơn rồi đó. Làm như vậy, em đang viết chữ, chị xem nào. Xem nào, này do em viết hay sao? Còn không phải hay sao? Giỏi hơn chị em nhiều đó. Chị em không biết chữ khó nào. Em cũng rất không thích học. Sơn gia, cha ngủ rồi hay sao? Đang ở bên trong đó, cầm lấy. Cha. Muộn thế này rồi, sao cậu chưa ngủ nữa? Con không ngủ được. Con gái, lần này con thoát được đại nạn, đúng là ông trời che chở cho con. Sau khi quay về, có đi gặp anh báo tử của con chưa? Con chưa đi. Lần này con bị quân cổng bắt đi một thời gian. Anh báo tử của con ăn không ngon ngủ không yên, dằn vặt lắm. Về rồi thì đi thăm cậu ấy một chút đi. Con không đi đâu. Ngại rồi sao? Cha, con không thích anh báo tử mà. Không thích? Con chỉ coi báo ngốc như anh đùa của con thôi. Con gái, chỉ tại cha chiều con từ bé, để con toàn mang tính xấu. Anh báo tử là người tốt, một người đàn ông tốt, đáng để cho con lấy, có thể dựa vào. Cha biết cậu ấy rất thích con. Cha, đời này con không lấy ai hết, con chỉ đi theo cha. Nói linh tinh gì vậy? Vậy thì cha chết thì phải làm sao đây? Nếu cha chết, đang đưa chết cùng với cha luôn. Chỉ biết nói mấy lời không may mắn đó thôi. Phùng Khuê đã về chưa? Về rồi, mang theo một bức thư nữa. Trong thư nói, giải phóng quân cứu con lần trước tên là Dương Kiếm Phong, là đảng viên vừa điều từ huyện Tứ Bình về đây không lâu. Trong thư còn nói, huyện ủy Mộc Đồng Giang muốn đưa anh ta tới Giai Mộc Tư, muốn đưa anh ta tới quân khu tỉnh Hợp Giang của đảng Cộng sản để thẩm tra. Cha, nếu đưa Dương Kiếm Phong tới đó, khả năng cao là anh ta không sống nổi. Con gái của cha có phải có ý tưởng gì? Cha, Dương Kiếm Phong là ân nhân cứu mạng của con phải đi cứu anh ta. Cha, không phải cha luôn nói với con phải biết báo ơn hay sao? Vậy cho dù con liều mạng cũng phải đi cứu ân nhân cứu mạng của con. Tốt. Con gái của cha đã hiểu chuyện. Thế này đi, con bàn bạc với anh báo tử của con, lập tức xuất phát. Nhưng nhanh, nhanh đi. Đi. Mở ra. Đại đội trưởng Dương Kiếm Phong, đi. Đi đâu vậy? Tòa án chính trị quân sự Gia Mộc Tư phán quyết cậu. Đưa đi. Dân, đi. Đại đội trưởng Tiểu Sơn Đông, sao cậu tới đây? Liên đội trưởng, tôi không thể bọn họ đưa anh đi được. Thả Đang Đương đi, tôi cũng có trách nhiệm. Các ngài đưa cả tôi đi đi, tôi phải ở cùng với liên đội trưởng của tôi. Tiểu Sơn Đông, ở đây không có việc của cậu, tôi không để cho các anh đưa anh ấy đi. Tránh ra. Tiểu Sơn Đông, không có sao đâu, yên tâm đi, tôi sẽ quay lại. Liên đội trưởng, tôi không để cho họ đưa anh đi đâu. Mau tránh ra. Khóc lóc như đàn bà. Cậu còn là nhân viên liên lạc của tôi nữa không? Liên đội trưởng,
Rượu, Tiểu Sơn Đông, thế này là đúng rồi. Cuối cùng thì tôi không uổng phí thương yêu cậu. Rượu này, cảm ơn cậu. Tôi đi đây. Liên đội trưởng, bảo trọng. Đăng nương, lâu vậy vẫn chưa tới, không phải có sai sót gì chứ? Không đâu. Chị, có phải chúng ta nhầm đường rồi không? Không tìm nhầm đường đâu. Con đường này là con đường gần nhất. Hơn nữa đây là địa bàn của quân cộng sản. Bọn họ cảm thấy nơi này khá an toàn đó. Hình như có người tới kìa. Đi mau đi mau. Tôi hơi khát, không đi nổi nữa. Khát hay sao? Đừng có ý đồ gì. Anh muốn chạy phải không? Tôi muốn chạy. Nếu như tôi thật sự muốn chạy, mấy người các cậu thật sự không trông nổi tôi đâu. Anh cứ khoác lác, đã tới nước này còn cứng miệng. Cậu không tin tôi phải không? Không tin, chúng ta đấu thử xem. Đấu thì đấu, sẵn sàng chưa? Đi. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại, còn chạy tôi sẽ đổ súng đó. Tôi phục. Thế nào? Anh giỏi thật đấy, chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Là bọn họ, em nhận ra người đó. Bọn họ dừng lại rồi. Công phu của anh học ở đâu thế? Muốn biết hay sao? Đương nhiên. Muốn biết thì đưa tay của cậu qua đây. Nói đi. Nhưng uống hớp rượu trước đã. Tôi lại nói cho cậu nghe. Anh nói dối. Tại sao tôi lại nói dối? Tôi thực sự không đi nổi nữa, khát quá. Cũng phải. Mấy thằng nhóc các cậu không biết, lúc tôi đánh trận cần phải uống rượu. Nếu tôi không uống rượu thì cả người không có sức. Muốn kể chuyện cũng phải uống rượu chứ. Không được. Tôi uống rượu của chính tôi, đâu phải uống của cậu. Đưa bình rượu của tôi qua đây. Cái này là làm trái kỷ luật. Có phải cậu bị chết dây thần kinh nào không? Có làm trái kỷ luật cũng là tôi. Rốt cuộc cậu có đưa không? Không đưa. Không đưa hay sao? Không đưa thì tôi không đi nữa. Anh mau đứng lên. Không đưa phải không? Hoặc bắn tôi, hoặc đưa tôi rượu. Vậy tôi sẽ cho anh uống một ngụm. Uống một ngụm chúng ta đi luôn được không? Đưa đây. Đi được rồi chứ. Nè, thêm một ngụm nữa đi. Nhanh lên. Được. Sảng khoái. Đi được rồi chứ. Đi. Tới đây rồi. Đi, lên ngựa. Đi. Đi. Dương Đại Hiệp, báo ngốc kính chào. Quá ra anh chính là báo ngốc nổi danh Tam Giang. Đó chỉ là hư danh trên giang hồ. Cảm ơn Dương Đại Hiệp đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi. Lão đại, mấy người này làm sao? Hỏi cái gì? Chém. Từ từ, đừng động thủ. Quan có đầu nợ có chủ. Họ chỉ phụng lệnh hành sự, không liên quan tới họ. Cứ thả họ đi. Thả đi. Họ cũng do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng. Nếu giết một người bằng như giết cả một gia đình. Dương Đại Hiệp nhân từ, không giống thổ phỉ. Tôi chưa từng nói tôi là thổ phỉ. Nghe theo ân dân. Thả người. Các người mau đi đi. Đi mau. Dương Đại Hiệp, chúng ta đi thôi. Đi làm gì? Dương Đại Hiệp, anh đã cứu mạng tôi, vậy nên tôi cũng tới cứu mạng anh. Mời cùng chúng tôi lên núi. Lên núi làm thổ phỉ hả? Nhưng mà bên cộng sản đảng, hiện giờ anh cũng không thể quay về. Dương Đại Hiệp, tuy chúng tôi là thổ phỉ, nhưng cũng là người thay trời hành đạo. Nghĩa phỉ trừ bạo an dân. Dương Đại Hiệp đã phạm quân kỷ của quân cộng. Bên cộng quân đã không thể quay về. Không bằng theo chúng tôi lên núi Đại Thanh nghỉ chân tạm thời. Nghỉ chân tạm thời. Đúng, nếu đến lúc đó anh vẫn không muốn ở lại núi Đại Thanh chúng tôi, anh đi cũng không muộn. Được, tôi theo mọi người lên núi. Tốt, Dương Đại Hiệp, mời.
Dương đại hiệp, anh muốn làm gì? Anh đừng làm bừa, còn hành động tôi bắn dở đầu cô ta. Anh không được hành động. Dương đại hiệp, anh bỏ súng xuống đi, cẩn thận súng cướp còn. Cô không giữ lời hứa quá đó. Lúc tôi cứu cô đồng ý với tôi thế nào? Lẽ nào cô quên rồi sao? Tôi nhớ. Tôi đồng ý chỉ cần anh lên núi Đại Thanh sẽ thả những đồng chí đó của anh. Cô không chỉ không thả, còn giết họ. Hai người đó không phải do tôi giết. Không phải cô, cũng là người của các cô. Dương đại hiệp, tôi thừa nhận trong chuyện này tôi có lỗi với anh. Tôi đã thất tín với anh. Một câu xin lỗi của cô là xong hay sao? Tôi vì cứu cô đã phạm phải quân kỷ, hơn nữa còn bị đưa đi thẩm phán, còn có khả năng bị bắn chết. Tôi sẽ không để cho anh bị bắn chết. Tôi biết tin anh sắp bị giết, lập tức tới đây cứu anh. Cái tôi cần không phải cô đến cứu tôi, mà cần cô thả người của tôi, đặc biệt là người phụ nữ của tôi. Tôi cũng muốn thả người phụ nữ của anh, nhưng trong chuyện này một mình tôi thật sự không thể làm chủ. Không tin anh hỏi báo tử đi. Đúng thế, Dương đại hiệp, đang đương quả thực muốn thả người của anh đi, nhưng mà đặc phái viên không đồng ý. Dương đại hiệp, hiện giờ đã thế này rồi, tôi thấy anh cùng chúng tôi lên núi Đại Thanh đi. Cho dù giải phóng quân không cần tôi cũng không thể theo các cô lên núi làm thổ phỉ. Anh cần gì phải khổ vậy? Báo ngốc, anh mau về núi Đại Thanh, đi đưa Bạch Dân và Giảng Thắng xuống đây. Nếu không, tôi sẽ giết chết cô ta. Dương đại hiệp, anh cũng không biết tốt xấu quá rồi đó. Tôi với Đan Lương tốt bụng tới cứu anh. Anh lại dùng Đan Lương để uy hiếp tôi. Không phải các người cũng giống tôi sao? Nói thả người là giết người của chúng tôi. Hai việc này khác nhau mà. Sao lại khác? Bớt phí lời đi, nhanh làm theo lời của tôi nói. Được, tôi nghe anh. Cẩn thận súng, đừng cướp cò. Mau đi đi, đi. Chị, đi. Đi. Đội trưởng, chính quỷ. Dương Kiếm Phong được thổ phỉ của núi Đại Thanh đón đi rồi. Cái gì? Nói lại lần nữa, trên đường chúng tôi áp giải Dương Kiếm Phong tới quân khu, xuất hiện một đám thổ phỉ. Bọn họ chặn lại đưa Dương Kiếm Phong đi rồi. Hay cho Dương Kiếm Phong thật sự có liên quan tới thổ phỉ. Lão Ngô, anh xem làm như thế nào? Dương Kiếm Phong biết rất nhiều tình hình giải phóng quân của chúng ta. Một khi lên núi Đại Thanh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy thế này, tôi dẫn theo các anh em đuổi theo đưa cậu ta về. Đợi đã. Lão Lý, phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót. Yên tâm đi. Đi. Dương đại hiệp, anh luôn chỉ súng vào tôi có mệt không? Bỏ xuống nghỉ ngơi một lát. Nữ thổ phỉ như cô, tôi sẽ không mắc bẫy của cô. Ân nhân, anh thế này là thầy bói mù xem voi rồi đó. Tôi đảm bảo với anh, tôi tuyệt đối không bỏ chạy. Anh bỏ xuống đi. Thế này được rồi chứ? Thôi bỏ xuống đi. Dương đại hiệp, tôi thật sự không biết rốt cuộc trong lòng của anh nghĩ như thế nào. Anh thật sự không muốn theo chúng tôi lên núi Đại Thanh sao? Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm thổ phỉ. Thổ phỉ thì làm sao? Thổ phỉ không phải người hả? Tôi là giải phóng quân, phó đội trưởng đại đội quyện quỷ Mộc Đồn Giang. Tôi có tệ thế nào cũng sẽ không theo các cô làm thổ phỉ. Nhưng mà đại đội của các anh không cần anh. Bọn họ muốn bắt anh về bắn chết, anh cam tâm đi chịu chết hả? Đương nhiên tôi không cam tâm. Thế này không phải đúng rồi sao? Nói thật Dương đại hiệp, cá nhân của tôi rất thích anh. Tôi mời anh lên núi Đại Thanh chúng tôi thế nào? Tôi không làm. Anh không đến núi Đại Thanh cũng không thể quay về. Vậy anh muốn đi đâu? Thiên hạ này rộng lớn, lãnh đạo không có chỗ cho Dương Kiếm Phong tôi dừng chân. Đợi tôi cứu Bạch Dân về tôi đi ngay. Anh muốn đi đâu? Về quê tôi Sơn Đông. Cùng lắm tôi làm nông dân. Làm nông dân không nhìn ra anh cũng rất quật cường, nhưng mà tôi thích. Không ổn, người của các anh đuổi theo tới đây rồi. Họ muốn bắt anh đó. Đi mau đi. Đi. Dương Kiếm Phong, tên phản bội này, còn chạy là tôi nổ súng đó. Không được. Anh sao thế? Đồ đầu gỗ này, anh còn không đi họ sẽ giết chết anh. Đưa súng cho tôi. Không được, họ nhiều người, chúng ta đánh không lại đâu. Thế này, phía trước có đường cây, chúng ta còn bên đó. Đi, nhanh lên. Đưa tôi súng đi, đưa tôi. Không, không được. Buông tay. Tôi có liều mạng cũng không để cho bọn họ bắt anh về. Đưa đây, đưa tôi.
Không được nổ súng, một khi nổ súng là chúng ta tiêu đời. Đưa súng cho tôi, đưa tôi. Đưa tôi, đừng ngồi. Các cậu qua bên đó, nhanh đi theo. Đi rồi. Xin lỗi, sắp ngạt chết tôi rồi. Chắc chắn bọn họ vẫn sẽ qua đây bắt anh. Thế này phải làm sao? Vẫn ở đây hay sao? Dương Đại Hiệp, hiện giờ ngoài theo tôi lên núi Đại Thanh ra, anh không còn lựa chọn nào khác. Nghe tôi, theo tôi lên núi Đại Thanh đi. Sơn gia, ngài còn nghĩ gì nữa? Hiện giờ tiểu thư đang trong tay của Dương Kiếm Phong. Bất kể thế nào, tôi cũng muốn dùng hai cộng quân đổi tiểu thư quay về. Báo tử, đừng vội. Để tôi nghĩ thêm. Sơn gia, thế này còn gì phải nghĩ nữa? Đúng thế Sơn gia, việc này còn gì phải nghĩ? Đúng thế, chuyện này là sao chứ? Các cậu đi cứu người ta, người ta lại bức tiểu thư, còn uy hiếp các cậu. Đúng là không gì không thể mà. Đặc phái viên, ngài đừng ở đây nói mát nữa. Nếu ngài có chủ ý thì nhanh nói ra đi. Theo tôi thấy, Dương Kiếm Phong đó tuyệt đối sẽ không làm hại tiểu thư. Các cậu cứ yên tâm đi. Vì sao vậy? Rất đơn giản. Nếu như hắn muốn làm hại tiểu thư, vậy từ đầu hắn sẽ không cứu tiểu thư. Sơn gia, tình hình bây giờ đã khác rồi. Nhưng Kiếm Phong đang nổi giận với chúng ta. Chắc là chúng ta không giữ chữ tín, không thả người phụ nữ của hắn ra. Được rồi, được rồi, mọi người đừng có tranh cãi nữa. Thả thì thả. Cảm ơn Sơn gia, bây giờ tôi đi làm ngay. Sơn gia, Sơn gia, chị Đăng Nương về rồi. Ở đâu? Đã tới lưng núi, sắp tới Sơn Môn rồi. Hơn nữa, nói bao, lo chết được. Có một cộng quân cùng tiểu thư về. Đi, đi. Đúng rồi, bên đại đội trưởng có tin tức gì hay không? Anh ấy vẫn chưa về. Cậu đi đi. Vâng. Liệu bọn họ có gặp nguy hiểm gì hay không chứ? Lão Ngô, Lão Lý về rồi hay sao? Tình hình thế nào rồi? Sao mặt mày nhăn nhó thế? Anh nói đi, tình hình thế nào rồi? Sốt ruột hay sao? Anh nói đi, rốt cuộc thế nào? Yên tâm đi, con rể ngoan của anh bị chúng ta ép lên núi Đại Thanh làm thổ phỉ luôn rồi. Nói như vậy thành công rồi, tốt quá rồi. Lão Lý, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Nếu lộ ra chút tin tức, đồng chí Kiếm Phong sẽ gặp nguy hiểm đó. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này anh biết, tôi biết, trời biết, đất biết. Tốt quá rồi. Thế nào? Núi Đại Thanh quả nhiên địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Đương nhiên rồi, núi Đại Thanh chúng tôi chính vì địa thế hiểm trở. Nếu không năm đó liên minh kháng Nhật, chúng tôi chết rất nhiều người cũng không chống đỡ nổi. Địa hình tốt, trợ cho binh. Người được địa lợi thắng, mất địa lợi thua. Anh nói gì vậy? Ý nghĩa chính là địa hình tốt có giúp ích rất lớn cho dụng binh. Chiếm được địa hình tốt có thể đánh thắng trận. Nếu mất địa hình tốt sẽ gặp nguy hiểm. Những điều này đều là lời trong binh pháp Tôn Tử. Cháu, anh trẻ như thế này đã có cháu rồi hay sao? Anh cười gì chứ? Tôn Tử không phải là cháu tôi. Vậy cháu của ai? Cũng không phải cháu của ai hết. Tôn Tử là tên của một người. Hơn nữa ông ấy là một nhà quân sự. Có người tên là Tôn Tử. Nhưng mà nếu để tôi cảm thấy tên Lão Tử tôi còn chê da dế nhỏ đó. Đúng, cô nói không sai. Trên cơ bản Lão Tử và Tôn Tử là cùng một thời đại. Anh bớt lừa tôi đi. Tôi tiện miệng nói thôi mà. Thật sự có người tên Lão Tử sao? Địa hình có loại thông.
có loại quải, có loại chi. Người tới là Dương Đại Hiệp phải không? Ông cụ này là, đây là cha của tôi, Dương Kiếm Phong tham kiến đại đương gia. Anh báo tử anh làm gì vậy? Anh phải giết thứ vong ân phụ nghĩa. Chúng ta tốt bụng cứu anh ta ra, anh ta còn lấy mạng của em để uy hiếp chúng ta. Khi đó nấy không biết tình hình, có thể hiểu được. Hiện giờ không phải ổn rồi hay sao? Báo tử, đừng làm bậy, đây không phải đạo tiếp khách. Báo ngốc, xin lỗi. Thôi vậy, nếu như đại hiệp đã lên núi Đại Thanh, chuyện trước đây không nên nhắc lại nữa. Cảm ơn Sơn Gia. Dương Đại Hiệp quả nhiên có khí phách anh hùng, hiểu rõ về phần địa hình trong binh pháp tôn tử, đúng là tướng tài, bái phục. Không dám, tôi đã nghe quy danh Sơn Gia đã lâu, còn tưởng Sơn Gia là Lý Quỳ ăn sống thịt người. Không ngờ Sơn Gia nho nhã thế này, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cha, vừa đồ buồn cười lắm. Anh ấy nói có người tên Tôn Tử, con không tin. Con nói theo con đặt Lão Tử, con còn cảm thấy da dế nhỏ. Anh ấy lại nói thật sự có người tên Lão Tử. Dương Đại Hiệp nói phải, đúng là có người tên Lão Tử. Thật sự có người tên Lão Tử sao? Dương Đại Hiệp, mời. Cảm ơn Sơn Gia, đi. Không sao chứ? Mọi người ngồi đi. Cảm ơn Sơn Gia. Dương Đại Hiệp, Sơn Gia, cảm ơn cậu đã cứu con gái của tôi. Con gái? Có. Con dập đầu với ân nhân đi. Vâng. Dương Đại Hiệp, đang đưa tôi cảm ơn ân cứu mạng của anh. Việc này, cô đứng lên đi. Anh không đỡ tôi, sao tôi đứng lên được? Con người của anh miệng nói đạo lý, rốt cuộc có hiểu phép lịch sự hay không? Việc này nam nữ thụ thụ bất thân, tôi sợ Sơn Gia sẽ chặt tay tôi. Nói gì thế? Một lạy này của con gái tôi là lạy tạ ân nhân, lễ có qua có lại, nào có chuyện chặt tay. Vậy được thôi. Nào, đứng lên đi. Dương Đại Hiệp, cậu thông thạo binh pháp tôn tử như vậy, tôi rất bái phục. Là thế này Sơn Gia, không giấu gì ngài, lúc tôi ở cộng quân từng học lý luận quân sự dài ngày, binh pháp tôn tử chỉ là một hạng mục trong đó mà thôi. Nói như vậy còn có điều cao siêu hơn. Đương nhiên, ví dụ như lý luận chiến thuật, địa hình và địa vật, luận chiến tranh, còn có chiến dịch học, vân vân. Quả nhiên bất phàm. Nói như vậy, Dương Đại Hiệp vô cùng tinh thông khổ nhục kế. Sơn Gia, ngài có ý gì? Dương Đại Hiệp xuất sắc trong đội ngũ cộng quân, vì sao cậu muốn mạo hiểm cứu con gái của tôi? Tự hủy tiền đồ. Đúng vậy. Dương Đại Hiệp, việc này giải thích thế nào đây? Tôi là vì kính phục đan nương, cô ấy là nữ trung hào kiệt, chỉ đơn giản như vậy. Đúng. Đương nhiên, điều quan trọng hơn nữa là tôi tới cứu người phụ nữ của tôi. Được. Cứu người phụ nữ của cậu. Thiên Dương cái địa hổ. Cha, quá ra là tới tạo hợp tử hay sao? Đến để thăm dò núi Đại Thanh. Tôi nói này Sơn Gia, có thể nói tiếng người hay không? Người đâu? Có. Lôi con gián này ra ngoài, đâm hắn. Tôi nói này họ Trương, tốt xấu gì tôi cũng từng cứu mạng con gái ông. Ông báo ân thế này hay sao? Dương Kiếm Phong, ông già này hành tẩu giang hồ mấy chục năm,
chỉ có chút chiêu trò này của cậu lừa được tôi hay sao? Đặc phái viên, trong binh pháp kế này tên là gì? Khổ nhục kế. Kế này cũng chỉ có thể lừa được trẻ con. Có thể lừa được Trương Đông Sơn tôi hay sao? Cậu còn non lắm. Hôm nay tôi phải đích thân xử lý cậu. Giải xuống, dân. Trương Đông Sơn, ông tung hoành rừng xanh mấy chục năm, cũng là một hảo hán. Nhưng mà tôi lại không ngờ ông chẳng qua chỉ là tên thổ phỉ ếch ngồi đáy giếng. Thôi vậy, là tôi mắt mù, cũng không trách được người khác. Để tôi tự đi. Đi. Cha. Sơn gia, việc này nhanh lên cho tôi. Con gái, ngoan ngoãn đi, báo tử trong chừng đang đưa, đừng có bướng bỉnh nữa. Họ Dương, nhìn thấy đống giá treo cổ đó rồi chứ? Đó là chỗ lấy mạng. Có vô số quỷ chết quan dưới giá treo cổ. Mấy ngày trước, năm cộng phỉ của các người treo ở đó đó. Có hai người bị treo cổ chết rồi. Trương Đông Sơn, là tôi mù mắt mới tin theo lời đang nương lên núi. Không ngờ ông là một tên thổ phỉ trong ân phụ nghĩa. Sớm biết thế này, tôi thà chết dưới súng của cộng quân. Bất phí lời đi, quỳ xuống. Họ Dương, tôi sẽ cho cậu biết sao mình chết. Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, cậu muốn trà trộn lên núi, đó là nằm mơ. Trương Đông Sơn tôi có một nguyên tắc, thà giết nhầm một nghìn, quyết không thả một người đi. Đúng là tôi mắt mù, lại coi tên vô lại là anh hùng, vậy nên đáng đời. Được, sảng khoái. Sơn gia, đang đương. Đang đương à, cha. Họ Dương, đừng trách ông già này độc ác. Cậu không có gốc rễ mà muốn lên núi nhập bọn. Coi núi Đại Thanh chúng tôi là nơi nào? Có gì mau nói đi. Nếu như không, không còn cơ hội nữa đâu. Trương Đông Sơn, đừng nghĩ bản thân quá giỏi giang. Tôi chưa từng muốn nhập bọn với ông, chỉ muốn trốn đi mà thôi. Không ngờ lại phải chết dưới miệng súng của ông. Thôi vậy, ông giết tôi cũng được, nhưng mà tôi có một yêu cầu. Nói đi, hãy thả Bạch Dân ra. Được, tôi đồng ý. Bắn đi. Người anh em, có tiểu không? Sơn gia, khô, không tiểu. Nhốt cậu ta vào nhà giống. Dân, đi, nhanh. Trương Đông Sơn, tên thổ phỉ nhà ông, nhanh lên. Cha, con mang tới cho cha một phiếu vàng lớn hiếm có. Họ Dương cộng thêm hai đồng bọn đó, không có 100 cây súng, cha sẽ không giao dịch với đảng cộng sản đâu. Cha, không phải trong bang chúng ta có quy tắc hay sao? Chỉ cần không tiểu ra quần thì sẽ giữ lại. Vì sao còn nhốt anh ta lại chứ? Tiểu thư, không thể không phòng lòng người. Dày dò cậu ta không có gì xấu hết. Con gái, Dương Kiến Phong từ quân cộng đến đây, không có lý do để cha tin tưởng cậu ta. Nhốt cậu ta lại đã là nhẹ rồi, vì sao cha phải nghe theo ông ta? Với lại, không phải suýt nữa Dương Kiến Phong cũng bị đảng cộng sản giết chết sao? Điều này còn không thể giải thích vấn đề hay sao? Đặc phái viên là do Trung ương cử tới. Hơn nữa, 14 năm trước, ông ấy là quân sư của bang chúng ta. Cha với ông ấy đã cùng trải qua sinh tử nhiều năm. Theo gia dế, con nên gọi ông ấy là chú. Gọi đi. Trẻ con không gọi được thì thôi, đừng có làm khó cháu đó. Không, lớn nhỏ có trật tự đó là luân lý. Gọi chú Tăng đi. Chú Tăng. Tốt, tiểu thư.
Vậy sau này chú không cần gọi cháu là tiểu thư nữa, gọi cháu là cháu gái. Cháu gái. Cha của cháu nói đúng đó, giang hồ hiểm ác, không cẩn thận không được đâu. Mời. Người anh em áp giải phiếu gì thế? Phiếu vàng, phiếu vàng. Nói vậy chúng ta lại phát tài nữa rồi hay sao? Sơn gia có nói tên này với hai người bên trong đáng giá 100 cây súng. Các anh phải trông chừng cho kỹ đó. Đương nhiên rồi, cho dù là 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không cũng không thoát được đâu. Đưa vàng đi. Người anh em, đây là nơi nào? Không biết hay sao? Đây là nhà giống nhốt con tin. Người anh em, anh làm việc tốt, tôi không phải con tin. Tôi là ân nhân cứu mạng của tiểu thư các anh. Chuyện đó tao không quan tâm. Đưa đi. Thả ra. Khóa lại. Thả tôi ra. Tôi đã cứu tiểu thư các người. Các người báo ân thế này sao? Tên nhãi, đừng có gào nữa. Giữ cổ họng của mình đi. Mấy ngày nữa tự đi nói với Sơn gia. Đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thổ phỉ. Thả tôi ra. Cái đám trong ơn phụ nghĩa các người sẽ bị báo ứng. Kiếm Phong. Kiếm Phong là anh hay sao? Bạch Nhân. Kiếm Phong. Kiếm Phong. Phó đội trưởng Dương. Bạch Nhân, em vẫn khỏe chứ? Em khỏe lắm, em không sao hết. Kiếm Phong, tại sao anh lại bị thổ phỉ bắt? Đi đi đi. Cha, tuy Dương Kiếm Phong là đảng viên, nhưng mà anh ta, dù sao, anh ta từng cứu mạng của con có thể đảm bảo, anh ta tuyệt đối không phải trinh sát của đảng Cộng sản. Đúng vậy Sơn gia, nếu chúng ta đổ quan cho người tốt, sau này ai còn dám cứu chúng ta, theo chúng ta nữa. Được rồi, đừng có nói nữa. Lòng người khó dò. Hiện giờ thời kỳ đặc biệt, họ Dương lai lịch thế nào, chúng ta còn chưa làm rõ nữa mà. Chỉ hơi bất cẩn, mấy trăm anh em núi Đại Thanh chúng ta đều phải mất đầu đó. Đúng vậy, Sơn gia nói đúng đó. Vì sao Dương Kiếm Phong này muốn thả Đan Nương? Hắn thực sự vì người phụ nữ tên Bạch Dân đó hay sao? Khả nghi, rất khả nghi. Tôi thấy chú không muốn để cho anh ta sống. Tôi biết Quốc Dân Đảng các chú và Đảng Cộng sản là kẻ địch quan gia mà. Nhưng mà chúng tôi thì không phải đâu. Lúc chúng tôi kháng Nhật còn từng chi viện cho nhau. Con gái, không được nói chuyện như vậy với chú Tăng. Cha, nhưng mà Dương Kiếm Phong quả thật là ân nhân cứu mạng của con. Con gái, con còn trẻ, chưa trải đời nhiều đâu, cần phải mưu trí hơn nữa. Cha, cha thật sự muốn giết Dương Đại Hiệp. Bộ không được sao? Nếu như cha thật sự giết Dương Kiếm Phong, con sẽ cùng chết với anh ta. Nói bậy. Dắt mũi chưa sạch, con thì hiểu cái gì? Cha nói cho con biết, không được dễ dàng tin bất kỳ ai. Vậy chứ làm sao cha mới tin anh ta? Hỗn xược. Sơn gia, tôi hiểu rồi. Sơn gia muốn kiểm tra Dương Kiếm Phong. Cha, cha thật sự không định giết Dương Kiếm Phong. Giang thật không sợ lửa. Cha nhắc nhở lại mấy đứa, chuyện này không được để lộ ra ngoài nghe chưa? Dân dân ạ. Không để lộ, tuyệt đối không để lộ. Sơn gia suy nghĩ thật chu toàn, đúng là không hổ người từng trải. Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Xây dựng nên bang, đầu đao liếm máu, miệng súng ăn thịt. Nếu như không cẩn thận, mười mạng cũng mất sạch. Đúng thế. Gia cát cả đời cẩn thận, cẩn thận mới đi được lâu dài. Sơn gia, nếu có khả nghi nhiều, không bằng diệt hắn luôn đi. Không không, đặc phái viên, thổ phỉ chúng tôi quả thật thường xuyên giết người, nhưng mà cũng không thể nào giết bừa được, đặc biệt không thể giết người tốt.
Trương Đông Sơn tôi muốn kéo lên lá cờ phản cộng, bắt buộc phải chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Nếu giết quan anh hùng, vậy sẽ làm mất lòng hào kiệt trong thiên hạ rồi. Con gái tôi và Bảo Tử nói đúng, chúng ta không có chứng cứ xác đáng đã giết ân nhân cứu mạng. Vậy sau này còn có ai tới đầu quân cho chúng ta nữa? Dương Kiếm Phong võ nghệ bất phàm, còn hiểu cả binh pháp. Nhân tài thế này, nếu như cậu ta thật lòng đầu quân, vậy thì nối Đại Thanh chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh.